Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa hè năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc quản lý học sinh nghỉ hè tại nơi cư trú là vấn đề đáng quan tâm của phụ huynh học sinh, nhà trường và xã hội. Trước thực tế này, để quản lý tốt học sinh, đảm bảo cho các em luôn được an toàn, mỗi địa phương đều phải có những cách làm chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò tích cực của cha mẹ, học sinh và cộng đồng, đoàn thể, chính trị, khu dân cư. Phản ánh về công tác quản lý học sinh tại thị xã Sapa là nội dung mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đây là buổi tuyên truyền phòng chống ma túy xâm hại tình dục trẻ em cho thanh thiếu nhi do thị đoàn Sapa, câu lạc bộ chung tay vì trẻ em Sapa vừa tổ chức tại thôn La Ve, xã Bản Hồ, thu hút 20 học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 thuộc thôn La Ve và thôn Bản Dền tham gia. Tại buổi tuyên truyền với hình thức sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, kết hợp với các trò chơi hấp dẫn, các em đã được các thầy cô giáo thành viên trong câu lạc bộ chung tay vì trẻ em Sapa truyền đạt nâng cao nhận thức về khái niệm thế nào là xâm hại tình dục, tác hại khi bị xâm hại, mức độ xâm hại tình dục, nhận diện đối tượng xâm hại, các nguy cơ bị xâm hại và kỹ năng xử lý các tình huống phòng tránh xâm hại tình dục hiệu quả. Tương tự, các em đã được phổ biến kiến thức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, đời sống kinh tế xã hội, các nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và các cách phòng chống ma túy trong cộng đồng. Nhân dịp này, thành đoàn cũng tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho 20 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, gồm những kiến thức cơ bản khi tham gia hoạt động bơi lội, phát hiện, phòng tránh các khu vực nguy hiểm, cách thoát hiểm khi hỗ trợ người bị nạn, cách sơ cấp cứu người bị đuối nước. Bản Hồ được biết đến là địa điểm du lịch sinh thái, văn hóa hấp dẫn từ nhiều năm qua. Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đặc biệt là sự phát triển của công nghiệp thủy điện với sự gia tăng dân số cơ học, sự biến đổi khí hậu kéo theo các nguy cơ tai tệ nạn tác động đến con người, nhất là thế hệ trẻ. Chính vì vậy, việc giáo dục kỹ năng phòng chống tai tệ nạn xã hội là hết sức cần thiết đối với học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng. Hè năm nay cháu hay đi tắm suối ạ. Cái việc tắm suối của cháu như thế nào nhỉ? Ngày tắm mấy lần? Ngày trường cháu thường đi 2 lần ạ. Tắm vào thời điểm nào? Buổi trưa và buổi chiều ạ. Cháu đi tắm suối, cháu có đi cùng anh chị không hay là đi cùng các bạn? Cháu đi cùng bạn bè với anh chị ạ. Tắm suối có đông người không? Ở Bản Hồ đã có 2 cái suối với cả cái hồ ấy. Thì việc quản lý các cháu khó khăn khi mà các cháu đi hay trốn bố mẹ đi chơi, nhất là buổi trưa. Các cấp chính quyền và nhất là đoàn thanh niên đã tổ chức các cái buổi tập huấn về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, rồi thì phòng chống đuối nước và các cái hoạt động tổ chức các em các sân chơi để các em được hoạt động, và các hoạt động này đã giúp cho gia đình rất nhiều trong cái việc quản lý các em, các cháu và hạn chế những cái tác động xấu đến các cháu. Cùng với mở các chuyên đề về công tác tuyên truyền, đoàn thanh niên còn tổ chức cắm các biển cảnh báo nguy hiểm ở những điểm có nguy cơ đuối nước, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và cho du khách. Do cái bên đoàn cũng vừa tuyên truyền mà phối hợp với nhà trường và gia đình, cũng phối hợp với gia đình thì cũng tuyên truyền cho các con và các cháu đấy là cái khu vực nào là có nguy cơ là hay chết đuối nước, thì người ta cũng đoàn xá này cũng đặt cái biển ở đấy thì cảnh báo cho cái nguy cơ hay bị chết đuối. Gia đình mình có an tâm không? Không, gia đình thì cũng rất an tâm rồi. Vâng. Xã Bản Hồ có 7 thôn với 600 hộ dân, gồm 4 dân tộc chung sống là Dao, Tày, Mông, Kinh. Dịp hè này có 760 học sinh hoạt động tại địa phương. Bên cạnh sự hỗ trợ của thị đoàn, câu lạc bộ chung tay vì trẻ em Sapa, dịp hè năm nay căn cứ vào sự chỉ đạo của thị đoàn, đoàn xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, trong đó tổ chức ít nhất một lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế tại các thôn, từ 10 đến 15 đoàn viên tham gia. Đoàn xã tiếp tục đăng ký đảm nhận, tham gia đổ bê tông hoặc làm ít nhất 1 km đường liên gia, triển khai xây dựng mô hình mới, chăn nuôi do thanh niên làm chủ tại các thôn, tu sửa, nâng cấp hoặc xây mới các điểm trường có sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Trong lúc mà được nghỉ hè như thế thì bọn cháu cũng cùng các anh chị đoàn viên thanh niên tổ chức hoạt động hè, hoạt động ví dụ như là đi giúp cho các bạn thiếu niên và tổ chức hoạt động
vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường cho nhân dân mình ạ, và đi giúp mọi người cấy ạ. Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19, đoàn thanh niên các thôn phối hợp với điểm trường thôn tổ chức sinh hoạt thiếu nhi với các nội dung đa dạng phong phú gắn với kỹ năng sống. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo hoạt động hè thị xã, đến nay 16 trên 16 xã phường trên địa bàn của thị xã đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân ban hành kế hoạch quyết định thành lập Ban chỉ đạo hè của địa phương mình, do Bí thư đoàn thanh niên làm phó ban thường trực để tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Toàn thị xã hiện có trên 25.600 học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng về nghỉ hè tại địa phương, được tham gia các hoạt động sinh hoạt phù hợp, các sân chơi bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, liên hoan văn nghệ, tổ chức sân chơi cuối tuần, trò chơi vận động, trò chơi dân gian cho thiếu nhi. Hướng tới tập trung thiếu nhi vào các phong trào hoạt động xã hội, từ đó giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương, giáo dục truyền thống nhân đạo uống nước nhớ nguồn, vì đàn em thân yêu, tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi. Trong cái nội dung chỉ đạo của cái hè năm 2021 đối với phòng giáo dục Sapa thì chúng tôi đã chỉ đạo rất là kỹ đối với các hiệu trưởng các trường và các cái nhiệm vụ của các trường học đối với quản lý học sinh thì chúng tôi phân luồng rất là kỹ. Cái thứ nhất là học sinh được bàn giao bằng danh sách cụ thể về đến xã phường thị trấn, xã phường, và từ đó thì các cơ quan đoàn thể nắm bắt được cái danh sách học sinh và có sợi dây liên lạc với anh chị công làm công tác đoàn đội ở các trường và hiệu trưởng các trường thường xuyên xử lý các cái công việc đột xuất. Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ hơn về hoạt động thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp hè này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên chuyên mục với đồng chí Đặng Văn Thắng, Bí thư thị đoàn Sapa. Trước cái dịch bệnh COVID như hiện nay thì xin đồng chí cho biết việc quản lý học sinh, sinh viên trong dịp hè có gì khó khăn hơn so với mọi năm? Cái việc mà tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu niên nhi đồng tổ chức tại các xã, tại các cái địa phương do ảnh hưởng của dịch, do vậy mà cái việc tập hợp cũng như là việc huy động các em tham gia sinh hoạt hè đang gặp khó khăn. Và khi mà tổ chức thì cũng phải thực hiện theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế về thực hiện 5K, về khử khuẩn, về khoảng cách, vân vân. Thì những cái hoạt động mà chúng tôi đang gặp khó khăn bởi cái dịch bệnh COVID-19. Thưa đồng chí, trước thực tế trên thì thị xã có những cái giải pháp quản lý học sinh sinh viên gì mới so với thời điểm an toàn dịch bệnh những năm trước đây? Ngay từ tháng 4 năm 2021 thì thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh đoàn cũng như là thường trực thị ủy, thì ban thường vụ thị đoàn chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là ban hành hướng dẫn về tổ chức sinh hoạt hè năm 2021 đối với các cái cơ sở đoàn trực thuộc. Thì trong kế hoạch chúng tôi cũng đã nêu ra rất cụ thể về các cái phương thức tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu niên nhi đồng năm 2021, đặc biệt là tổ chức các hoạt động phù hợp với lại cái hoàn cảnh, phù hợp với cái điều kiện, phù hợp với cái thực tiễn ở tại địa phương cũng như là phù hợp trong cái hoàn cảnh mà hiện nay đại dịch đang diễn ra khá là phức tạp. Cụ thể là chúng tôi cũng đã tổ chức các cái câu lạc bộ, thành lập các câu lạc bộ, đặc biệt đó là câu lạc bộ chung tay vì trẻ em Sapa với sự tham gia của các tình nguyện viên là các thầy giáo, cô giáo làm tổng phụ trách đội của các liên đội trường. Thì câu lạc bộ chung tay vì trẻ em Sapa sẽ đến hỗ trợ đối với lại từng đoàn các xã, các phường để tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu niên nhi đồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường đổi mới cái phương thức sinh hoạt hè bằng hình thức tuyên truyền trực tuyến, tổ chức các cái hoạt động trò chơi online, phát động các cái cuộc thi online trên các cái trang mạng xã hội để tạo ra một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong cái dịp hè 2021. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tới đây thời lượng dành cho chuyên mục giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.